xin kính mời quý vị và các bạn đến. Hiệp 1 đã bắt đầu. Nguy hiểm. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Hải Phú. Tuấn Linh. Đường truyền rất tốt của Tuấn Linh. Tiêu chuẩn nửa tỷ. Nếu thực hiện tốt cú sút, hoàn toàn có thể ghi bàn. Rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì bóng đã phạt góc cho Hải Phú. Nguy hiểm. Thành công. Nguy hiểm. Tiến Trung. Ghi bàn. Vào. 1-0 cho FC Hải Phú. Tiến Trung đã có pha băng lên tiếp bóng và dứt điểm. Rất hiểm hóc. Cú sút không mạnh nhưng đủ để đánh bại thủ môn của Vietinbank. Tiến Trung. Ghi bàn. Vào. 1-0 cho FC Hải Phú. Tiến Trung đã có pha băng lên tiếp bóng và dứt điểm. Rất hiểm hóc. Cú sút không mạnh nhưng đủ để đánh bại thủ môn của Vietinbank. Đức Trọng sút xa. Nguy hiểm. Vào. 1-0. Cầu thủ ghi bàn cho Vietinbank là Tiến Trọng với một cú đánh đầu rất tốt. Một pha phối hợp đá phạt góc thành công của cầu thủ áo đỏ. Nguy hiểm. Vào. 1-0. Cầu thủ ghi bàn cho Vietinbank là Tiến Trọng với một cú đánh đầu rất tốt. Một pha phối hợp đá phạt góc thành công của cầu thủ áo đỏ. Trận đấu lại trở về vạch xuất phát. Rất hấp dẫn. Tiến. Thành Luân. Trường Quân sút. Vào. 2-1 cho Vietinbank. Người ghi bàn là Thành Luân. Thành Luân. Trường Quân sút. Vào. 2-1 cho Vietinbank. Người ghi bàn là Thanh đã lật ngược thế cờ. Họ bị thủng lưới trước nhưng đã dẫn lại 2-1. Cơ hội. Thiếu chút nữa Tiến Trung đã xoay người sút bóng thành công. Tiến Trung. Không được. Ngọc Hải. Cú sút rất nguy hiểm. Tiến Trung. Không được. Ngọc Hải. Cú sút rất nguy hiểm. Thủ môn Đình Duy của Vietinbank. Trường Quân sút ra. Cú sút rất căng. Một quyết định. Phạt treo bóng của Quang Trung. Quang Dũng. Không được. Thành công. Có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. Tiến Trọng. Nhà bóng rất tốt. Một pha cài ngược. Nguy hiểm. Vào. 3-1 cho Vietinbank. Một pha xoay người dứt điểm rất hay của Tiến Trọng. Nguy hiểm. Và nguy hiểm. Vào. 3-1 cho Vietinbank. Một pha xoay người dứt điểm để đăng ký đội hình thi đấu. Tiến Trung. Qua người.
Tuấn Nghĩa, tốc độ của Trường Quân rất nhanh. Vào 4-1 cho Việt Tin Bành, một pha phản công mẫu mực. Tốc độ Trường Quân xứng đáng là đứa con của thần gió trong tình huống vừa rồi. Quá tốc độ. Tuấn Nghĩa, tốc độ của Trường Quân rất nhanh. Vào 4-1 cho Việt Tin Bành, một pha phản công mẫu mực. Tốc độ Trường Quân xứng đáng là đứa con của thần gió trong tình huống vừa rồi. Quá tốc độ. Trường Quân, đúng lúc này trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa FC Hải Phú và Việt Tin Bành Hà Giang. Kết quả Việt Tin Bành Hà Giang thắng 4-1. Chào anh. Với hai giải, với hai chiến thắng và với lối chơi gắn kết thì Việt Tin Bành đang được nhận định là ứng cử viên vô địch. Thì anh có đánh giá gì về nhận định này ạ? Thực ra thì theo cảm nghĩ của tôi thì là anh em chơi thì môn bóng đá thể thao vua, nhưng mà cái lối đá tập thể nó là quan trọng. Thế còn thực ra thì bây giờ mới chỉ có hai vòng đầu, cho nên là cũng chưa thể nào mà đưa ra một cái kết luận được. Thế nhưng mà đối với Việt Tin Bành chúng tôi ấy, tham gia với giải là chơi hết mình, cống hiến hết mình, và là thắng thua nó cũng không là quan trọng, chủ yếu là có cái sân chơi chuyên nghiệp để cho anh em dần dần càng phát triển. Và được thi đấu trong điều kiện truyền hình trực tiếp, không những khán giả ở Hà Giang mà còn khán giả cả nước cũng đã theo dõi, thì anh có cảm thấy như thế nào ạ? Có hưng phấn hơn không ạ? Đối với cái sân chơi bóng đá mà lần đầu tiên mà Hà Giang tổ chức như thế này, thực ra theo cảm nghĩ của tôi ấy, thì là quá là chuyên nghiệp và quá tuyệt vời. Thứ nhất là tạo cái hứng khởi cho anh em đá trong sân là nó hưng phấn. Thứ hai là cách tổ chức từ trọng tài, ban tổ chức, rồi là đến phóng viên đài truyền hình, nó rất là chuyên nghiệp. Và tôi cũng mong muốn rằng là từ nay về sau cái giải này thì mong là sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa về tất cả mọi mặt, để tạo sân chơi thật là thiết thực và chuyên nghiệp cho anh em. Rất là cảm ơn anh ạ.